Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Và trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món bánh chuối hấp nước cốt dừa. Và đây cũng là một cái món bánh ngon của người miền Tây. Món bánh chuối sau khi làm ra xong thì bánh mềm dai, thơm mùi chuối tươi, béo của nước cốt dừa, giòn giòn thơm thơm của mè rang hòa quyện vào rất là ngon. Thì với cách pha bột như thế này thì bánh chuối mình để qua đêm nó cũng rất là mềm mại và không có bị cứng. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thấy thích cách làm món bánh chuối hấp nước cốt dừa thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái nải chuối xiêm đen chín rất là mùi. Chuối xiêm đen thì cái vỏ chuối ở bên ngoài nó không có được đẹp, nó đen đen xấu xấu vậy thôi, nhưng mà mình làm bánh chuối nó sẽ rất là ngon. Và nải chuối này mình cân là được có là 1 kg. Và bây giờ thì mình sẽ qua lột vỏ chuối ra để mình làm bánh. Và mình sẽ chọn mua chuối mù như thế này nè thì mình làm cái món bánh chuối nó sẽ rất là ngon nha cả nhà. Chuối sim sau khi lột vỏ ra xong thì mình cân là được có là 800 g. Và bây giờ thì mình sẽ bóp cho chuối nó nhuyễn ra. Hoặc là cả nhà mình có thể dùng dao mình quét chuối cũng được. Mình thấy bóp ra như thế này thì nó sẽ còn những cái lợn cận của chuối, thì mình sẽ làm cái món bánh chuối nó ngon hơn. Cả nhà mình thích cách nào thì mình sẽ làm với cách đó nha. Và bây giờ thì mình sẽ cho thêm vào một muỗng cà phê bột nghệ. Bột nghệ sẽ giúp cho món bánh chuối sau khi hấp ra xong nó sẽ được lên màu đẹp hơn. Và mình ăn bột nghệ như thế này nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Sau khi mà mình trộn bột nghệ và chuối đều lại rồi thì bây giờ mình sẽ để qua một bên. Rồi tiếp tục thì mình sẽ qua chuẩn bị pha bột nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 250 g bột năng và thêm 50 g bột gạo. Vì chuối này nó cũng đã rất là ngọt cho nên mình chỉ sử dụng là 100 g đường thốt nốt và một muỗng cà phê bột nghệ để cho bánh sau khi hấp ra xong sẽ được lên màu đẹp hơn. Nửa muỗng cà phê muối và một muỗng canh dầu dừa. Và lượng nước dùng để pha bột thì ở đây mình có chuẩn bị là 300 ml nước lọc. Và bây giờ thì mình sẽ qua cắt nhỏ đường thốt nốt ra. Để chút nữa mình sẽ cho nước vào mình nấu thì đường nó sẽ được mau tan hơn. Và trong thời gian chờ để cho đường thốt nốt tan ra thì bây giờ mình sẽ qua pha bột. Đầu tiên thì mình sẽ cho bột năng vào trong thau. Rồi sau đó thì mình sẽ cho bột gạo vào luôn. Và mình sẽ trộn cho bột năng và bột gạo nó đều lại. Đường thốt nốt thì nãy giờ mình nấu nó cũng đã tan ra hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho đường thốt nốt đều vào trong bột. Rồi mình sẽ quậy cho nó hòa tan ra. Và mình sẽ pha bột với đường thốt nốt vào lúc nó còn nóng như thế này nè. Để cho bột nó mau nở. Thì cái bánh chuối sau khi hấp ra xong thì bột và chuối nó được hòa lẫn lại với nhau. Còn nếu mà mình sử dụng nước lạnh để pha bột thì cái bánh chuối của mình sau khi hấp ra xong thì bột nó nằm ở dưới và chuối nó sẽ bị nổi ở trên. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột này qua bên cái rây để mình lột lại một lần nữa cho bột nó thật là mịn. Và sau khi mà mình lột bột vào trong thau chuối xong thì bây giờ mình sẽ trộn cho bột và chuối đều lại. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối và một muỗng canh dầu dừa. Để cho món bánh chuối sau khi mình hấp ra xong nó sẽ được đậm đà và thơm hơn. Mình rất là thích làm bánh, mình cho thêm dầu dừa vào như thế này nè. Thì cái món bánh chuối sau khi mình hấp ra nó rất là thơm và bóng mượt. Phần bột để làm bánh chuối thì mình cũng đã pha xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng tầm 15 phút. Rồi mình sẽ qua cho bột vào trong sửng để hấp bánh. Và bên đây thì mình có chuẩn bị một cái khuôn hình tròn với đường kính là 22 cm. Và ở trong khuôn thì mình có lót một lớp lá chuối. Và xung quanh thành khuôn thì mình có thoa dầu dừa. Để khi mà bánh nó chín mình lấy bánh ra nó rất là dễ. Và bề mặt phía dưới của bánh nó cũng rất là bóng mượt nữa. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột vào. Thì với cái lượng bột như thế này thì mình sẽ chia làm hai. Mình hấp cho cái ổ bánh nó mỏng mỏng thôi thì mình ăn nó mới ngon. Và để cho món bánh chuối sau khi mình hấp ra xong nhìn nó sẽ được đẹp hơn thì lúc nãy mình có chừa ra một trái chuối, sau đó mình cắt ra thành những cái lát mỏng như thế này nè. Và bây giờ thì mình sẽ sắp lên bề mặt của khuôn.
Còn cả nhà mình không thích thì mình khỏi sắp vào cũng được. Mình đè đè xuống như thế này nè để cho bột của nó bám chặt vào trong cái miếng chuối. Sau khi mình cho những lát chuối mỏng vào trong khuôn xong thì bây giờ mình sẽ dùng tay mình đè đè như thế này nè để cho bột và chuối nó được bám đều lại với nhau. Đấy, khuôn bánh chuối của mình như thế này là đã được rồi. Và mình sẽ cho cái khuôn bánh này vào trong nồi và mình sẽ hấp bánh trong vòng là 30 phút. Và trong thời gian chờ để mình hấp bánh chuối cho nó chín thì bây giờ mình sẽ qua thắng nước cốt dừa để chút nữa mình sẽ ăn cùng với món bánh chuối hấp cho nó ngon. Và bên đây thì mình có chuẩn bị là 300 lít nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì mình vắt cũng rất là đậm đặc. Và thêm nửa muỗng canh bột năng và nửa muỗng canh bột gạo. Và mình sẽ cho vào 50g đường cát, một chút xíu muối và một ống vani để cho nồi nước cốt dừa sau khi làm ra xong sẽ được thơm và đậm đà hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào trong nồi. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đường cát, bột năng, bột gạo và muối vào luôn. Rồi mình sẽ quậy cho bột nó hòa tan vào trong nước cốt dừa trước. Rồi mình mới cho cái nồi nước cốt dừa này lên bếp và mình sẽ nấu với lửa vừa nhỏ. Mình hắn nước cốt dừa mà mình cho thêm bột năng và bột gạo vào thì cái nồi nước cốt dừa của mình nó sánh đặc lại, mình ăn nó mới ngon như cả nhà. Khuôn bánh chuối thì nãy giờ mình hấp khoảng được 30 phút. Và bây giờ thì mình sẽ dở ra xem cái bánh đã chín hay chưa. Wow, cả nhà xem nè, khuôn bánh chuối nhìn rất là đẹp luôn. Bề mặt của bánh rất là trong. Và để kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa thì bây giờ mình sẽ dùng cái cây xiên que mình chĩa vào trong cái khuôn bánh chuối. Nếu mình thấy bột nó không có dính vào trong cái cây xiên que là bánh của đã chín rồi đó. Đây, bánh của mình đã chín rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ đem cái khuôn bánh này xuống cho nó nguội. Rồi chút nữa thì mình sẽ lấy bánh ra cho cả nhà cùng xem nha. Và ở bên đây thì cái nồi nước cốt dừa mình nấu nãy giờ nó cũng đã sánh đặc lại. Và mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào một ống vani để cho cái nồi nước cốt dừa sẽ được thơm hơn. Mình ăn bánh chuối thì mình phải chấm cùng với nước cốt dừa như thế này nè, thì cái món bánh của mình nó sẽ rất là ngon. Bánh chuối thì nãy giờ mình để ra ngoài khoảng được 2 tiếng đồng hồ thì bánh nó cũng đã nguội lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra. Và lúc nãy mình có thoa một lớp dầu dừa xung quanh thành khuôn như thế này nè. Cho nên bây giờ mình lấy bánh ra nó rất là dễ và nó không có bị dính vào trong khuôn. Đây, cả nhà xem nè, mình lấy bánh ra nó rất là dễ dàng luôn. Thì với cách pha bột như thế này, mình cảm nhận cái bánh sau khi hấp ra xong nó rất là ngon. Bánh mềm dai nè, và màu sắc của bánh nhìn cũng rất là đẹp nữa. Và để cắt bánh chuối ra thì ở bên đây mình có sử dụng cái màng bọc thực phẩm á. Mình bọc con dao lại như thế này nè. Thì mình cắt cái bánh ra nó sẽ không có bị dính vào dao. Và đây là món bánh chuối sau khi mình hấp ra xong nè. Nhìn ngon ghê chưa? Bánh thì mềm, dai và màu sắc của bánh chuối nhìn cũng rất là đẹp nữa. Mình sử dụng chuối xiêm đen để làm bánh chuối đó. Cho nên cái bánh của nó rất là thơm cái mùi chuối tươi luôn. Với cách pha bột như thế này thì mình thấy cái bánh chuối nó rất là ngon luôn cả nhà. Món bánh chuối thì mình cũng đã làm xong rồi. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình món bánh chuối hấp ăn cùng với nước cốt dừa và mè rang nha. Bánh chuối thì mình sẽ chấm ngập sâu vào trong nước cốt dừa như thế này thì mình ăn nó mới ngon. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn cái món bánh chuối như thế này thì mình thấy bánh rất là ngon luôn. Bánh chuối sau khi hấp ra xong thì bánh mềm dai, thơm mùi chuối tươi và có một cái vị ngọt của chuối rất là vừa phải. Chấm vào trong nước cốt dừa béo ngậy, thơm thơm của mè rang và vani, nó hòa quyện vào rất là ngon. Thì với cách làm như thế này thì mình thấy bánh chuối ngon lắm luôn cả nhà. Và cách làm món bánh chuối này nó cũng rất là đơn giản, dễ làm và làm cũng rất là nhanh. Chỉ cần một nải chuối xiêm chín và một ít bột lại cho ra một cái món bánh chuối rất là ngon luôn.
Cô chú, anh chị và các bạn xem clip mình xong, nếu ở nhà có chú Chính thì hãy vào bếp để cùng làm với mình món bánh chuối này nha. Cả nhà hãy làm thử đi. Và clip của mình chia sẻ cách làm đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và cả nhà thấy cách chia sẻ của mình hay thì hãy bấm vào đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Rồi xin chào cả nhà.